nhỏ hơn xíu hả? Như vậy được chưa? Nhỏ hơn nữa hả? Chào chủ nhiệm câu lạc bộ Ân Tú Nguyễn. Được chưa mọi người ơi? Hai cây vợt tay trái của tỉnh Đắk Lắk, hai cây vợt cừ khôi nhất của tỉnh Đắk Lắk đang biểu diễn trận bán kết 2. Hạng A của tỉnh. Công Trần Đình xin chào. Nguyễn Hương Bảo Huy cổ vũ cho ai đây? Nguyễn Hương Bảo Huy ơi, xin chào em Phụ Trần. Bán kết. Nó đánh ác chiến của Thành, lại ghi thêm điểm cho Hoàng Tùng. 7-5. Bán kết. À, bán đầu tiên á. Chào em khỏe Nguyễn Đức. Đức Thành đang giao bóng, tỷ số bây giờ là 7-8, không biết 8 đều có không đây. Quá hay, 8 đều rồi. Cổ vũ cho bên nào? Chào anh Xuân Sinh Võ. Chị Lý đánh sáng nay khỏe ơi.
Chị Lý là thua cô Vân. Em chào chị Kim Hoa. Tỷ số 10 đều quá đẹp. Chào em. Quá hay, cho hai vận động viên. Đúng là hai cây vợt ngang tài ngang sức. Bình luận lên lên anh ơi. Dạ. Dạ rồi, em để máy sát đưa An thấy luôn, khỏi bình luận luôn. Và ván thứ nhất đã thuộc về Nguyễn Đức Thành. Minh Thanh chào em. Không đánh à? Em vẫn đánh chứ. Em bận quá. Ván thứ hai, Đức Thành giao bóng. Đánh bóng không qua lưới của Hoàng Tùng. Đánh bóng ra ngoài của Hoàng Tùng. Ghi hai điểm đầu tiên cho Nguyễn Đức Thành. Giật bóng hay của Hoàng Tùng. Ai ghi về được một điểm. Dân ngọ, dân ngọ. Cố lên Tùng ơi hả? Ăn đoàn kết. Hồng Lê Nga đấu tại bàn số 1. À, thế là hai đều rồi. Đánh bóng hụt của Hoàng Tùng. Tỷ số vẫn 3 đều.
Hay quá Phùng ơi. Xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đang cổ vũ cho hai vận động viên Hoàng Tùng và Đức Thành. Hay lắm Tùng ơi. Tân con anh Vinh bị loại rồi Khỏe ơi. Hay quá Tùng ơi. Rất rẻ và rất nhiều nghệ. Hay quá, quả ve tay trái của Nguyễn Đức Thành. Giao bóng không qua lưới 6 đều. Kim Trần chào cháu, đúng rồi, Kim Trần. Bảy đều cho hai vận động viên. Bàn. Phan Việt Nguyên à cháu. Và bây giờ Hoàng Tùng đang dẫn 8-7. Hay quá. Đánh bóng chém vào không đỡ được của Tùng. Lên đều 8. Đánh bóng ra ngoài của Hoàng Tùng. Và bây giờ Đức Thành giao bóng 9-8. Hoàng Công Lý à, chào em. Tại bàn số 3 hơn của Hoàng Tùng là Hội nhà văn hóa trung tâm tỉnh thi đấu tại bàn số 3. Lên con 10 rồi, lên con số 10 cho Nguyễn Đức Thành. Liệu Hoàng Tùng có đuổi lên 2 điểm để 10 đều với Nguyễn Đức Thành hay không? 9-10. Võ Văn Quý à, chào em. Hay. 10 đều. Và đánh bóng rất kỹ thuật của Hoàng Xuân Tùng đã đưa về tỷ số 10 đều. Vẫy bóng không qua lưới của Hoàng Tùng. Và ván thứ hai cũng thuộc về Nguyễn Đức Thành, tỷ số 12. Hay không Hoàng Công Lý? Quá tuyệt vời. Bán kết của hai vận động viên Nguyễn Đức Thành và
Hoàng Xuân Tùng. Thi đấu tại bảng số 5 là nhà văn hóa trung tâm Tuấn Sở Nông nghiệp. Thi đấu tại bảng số 5. Chào cháu Sơn Thanh. Ván đấu thứ 3. Ván này Hoàng Xuân Tùng có dành cho mình được một ván đấu hay không. Bây giờ điểm số vẫn là 1-0 cho Hoàng Tùng. Đánh bóng của Nguyễn Thành không qua lưới. Thành chú Hề xin đô chào cháu. Sáng nay là ai vận động viên đơn nam hạng B chị? Tần Nhất lại nhì. Đánh bóng không qua lưới. Và vây ác chiến quá của Nguyễn Đức Thành không qua lưới. Ghi điểm cho Hoàng Tùng 0-3. Ngọc. Xin chào em gái xinh đẹp Ngọc Ngọ Ngọc. Ngọc Ngô Ngọc hả? Ngô Ngọc hả? Đúng rồi, Hoàng Công Lý Tần vô địch á. Lại nhì. Có vẻ như là ván đấu này Nguyễn Đức Thành lả lơi quá. Tùng đang dẫn 4-1. Đúng rồi em, Tùng gác điểm. Trần Đông chào, xin chào. Mà vẫn cứ thua. Đó, bây giờ là ván này là Hoàng Tùng là dẫn 5-2. Trịnh Luật à, chào cháu. Tùng đang dẫn điểm 6-3. Pha bóng hay nhưng mà vẫn thuộc điểm về ghi về cho Hoàng Tùng. Nội dung bên nữ hạng C trận đá kết một tại bàn số 2 Giang của Tân Lập Vi của Hoàng Sơn kết đấu tại bàn số 2. Quả giật phê của Nguyễn Đức Thành bị đuối. Tỷ số 3-8. 4-8. Nguyễn Thị Anh chúc và chào em gái xinh đẹp. Em không lên xem hả? Hay quá Hoàng Công Lý ơi. Ồ, có khả năng là ván đấu này là sẽ thuộc về Hoàng Xuân Tùng. Vâng, chào cháu Trịnh Luật. Đây là Trịnh Luật, là cháu đẹp trai hả? Công an hả? Con của bố, của mẹ Hà hả? Có phải không ạ? Tao nhìn ông này không rõ. Và bây giờ điểm 10 đã thuộc về Hoàng Xuân Tùng. Sáu điểm cho Nguyễn Đức Thành. Và giao bóng vẫn thuộc về Hoàng Xuân Tùng. Đây, ván đấu thứ 3 đã thuộc về Hoàng Xuân Tùng. 11-6. Tỷ số bây giờ là 2-1. Ừ.
lại. Có chấp nhận không? Ván đấu thứ tư. Một điểm đầu tiên cho Nguyễn Đức Thành. Giật bóng hay. Quả giật tay trái của Nguyễn Đức Thành giật vào biên trái của Nguyễn Hoàng Tùng, của Hoàng Xuân Tùng. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hay lắm Lý ơi, sao em không lên xem hả? Em xem ở nhà đó. Thảo Giang Tiến cổ vũ cho Tùng á hả? Dân ngọt, dân ngọt đang cổ vũ cho Hoàng Xuân Tùng. Đây là một trận đấu bán kết rất hay của giải. Hai vận động viên hàng A1 của tỉnh. Đánh bóng ra ngoài mất rồi. Nguyễn Đức Thành ơi, Hoàng Công Lý đang trông cháu hả? Bế cháu lên. Đánh bóng hụt của Hoàng Xuân Tùng, tỷ số 4-2. Hay quá, quả vẫy tay trái của Nguyễn Đức Thành rất hay. Trái của Nguyễn Đức Thành ra ngoài bảng. Hoàng Xuân Tùng đã đuổi kịp lên 4-5. Chặn bóng ra khỏi bàn. Chị Nguyễn chào em. Sung quá thì nó bị ra khỏi bàn đấy Hoàng Công Lý kìa. Vẫy ve ra ngoài của Nguyễn Đức Thành ghi điểm về cho Hoàng Xuân Tùng 6-6. Đánh bóng chầm lưới. Rất may cho Nguyễn Đức Thành. Tiếc quá Hoàng Công Lý. Đúng rồi, quả chầm lưới mà. Không bị chết với tay Tùng mà hả? Đánh bóng không qua lưới của Hoàng Xuân Tùng. Liệu ván đấu này Tùng có đưa về cho mình được tỷ số được 2-2 không? Hay quá. Hoàng Xuân Tùng cố lên để vào chung kết. Đánh bóng hụt 8-8. Thank you.
số bây giờ vẫn là 89 cho Hoàng Xuân Tùng. Hay quá, đánh chéo bàn luôn. Trao giải 1 đến 8 gì? Của các nội dung hả? Chiều nay mấy giờ bế mạc? Dự kiến là 4 giờ. À vậy ạ. Tỷ số 19 bây giờ trận đấu đang tạm hủy. Và chúng tôi, ban tổ chức của giải xin thông báo với tất cả mọi người chưa đến nhà thi đấu và đã đạt giải trong vòng 1-8 của các hạng, hạng A, hạng B, hạng C, đạt giải trong vòng 1-8. Chiều nay đúng 4 giờ lên nhận giải. Xin chào em gái xinh đẹp Miss Minh Huyền. Trận đấu tiếp tục. Hoàng Xuân Tùng giao bóng 9-10. Trời ơi, hay quá Nguyễn Đức Thành ơi. Áp đồng bi liền. Và tỷ số bây giờ là 3-1. Nguyễn Đức Thành thắng Hoàng Xuân Tùng. Tỷ số 3-1 ở trận bán kết 2. Vậy là chiều hôm nay trận chung kết sẽ diễn ra giữa